Đi mày. Gặp nó. Kia cá Vi đang nổi kìa chú Kha. Lát hai chú cháu ra mỏi ngồi chú Kha ơi. Rồi, đợi chú Kha quét xong cái đống này đi rồi xong hai chú cháu mình ra dứt đó. Bắt nó đem lên bờ liền. Chị chú Kha dọn đi nha, con kiếm cái túi cái. Chạy lên nè. Gì chứ hả? Phi chạy chứ không? Chạy, em luôn. Ây ôi. Chú hẹn chú hẹn. Hay quá, con nó chưa hén chú hẹn trong đầu á. Nó chưa, nó chưa hén chú hẹn nè. Ây da, con cua nó kẹ. Con cua nó kẹ với chú hẹn ơi. Trời ơi, cua kinh nè, kẹ với châu Á luôn. Bỏ lên, bỏ lên. Con này nhỏ hơn con của Minh nè. Gì chú hả? Con này nhỏ hơn con của con. Ôi gì? Nhỏ hơn con à. May hả mũi? Mới đụng nó đâu đây nè. Mày xe xe kìa. Đó, hay quá trời. Chú Kha con ăn ý, ăn ý, quá ăn ý. Vô à. Một con. Minh. Ôi. Vậy chưa? Ê, chết chú Kha con rồi. Trời ơi, phải nó lộn nó mất cái xịn con mỏi. Ừ, nó mất cái xịn á. Bự hơn con chú Kha. Bự hơn con chú Kha luôn nè. Mày dạ bụi. Hồi nãy nhớ bắt nhiều lắm mà. Nặng ghê. Vô chú Kha. Vô đây là mệt mình nữa rồi mình đây. Đã quá. Rồi. Đi. Vô. Đi quả đá làm giếp vậy nè. Được chú Kha. Nằm chú Kha. Ở đây có gom rồi chú Kha. Còn cái này em nằm. Em cho nó dễ kìa. Im. Ngon lên đây. Người ta thường nướng gom, nay mình nướng cỏ. Nướng cỏ đỏ khô rồi. Đủ cỏ kìa mình. Chú Kha đi, chú Kha nướng con vô con làm giếm cái tiêu nha. Ok chú Kha. Thank you.
Chạy được miếng mình rồi. Ừ, màu đẹp. Chú Hà gỡ nhìn nghệ thuật quá ha. Chanh 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 chú Hà ơi. Ngon không? Ok. Quỳnh. Cá nước nổi. Cá nước nổi. Chặt luôn. Miếng nếp chưa thầy? Đúng hả? Chưa? Ngon mà cay. Không có cay. Thôi thua. Chú Kha đi theo hụt ngồi. Kiếm mấy ớt chú Kha. Quất thì miếng ớt nữa mình đây. Ngon. Có thấy cá hú nữa nha. Quá hấp dẫn. Miếng nát luôn. Ây da, trời ơi. Bên đây nó còn đâm nữa. Còn cái hết thịt rồi. Còn da với xương không? Còn cái móc nó vô nè. Ăn da. Ăn da luôn. Mình làm kiếm cái lóc con tốt chứ nè. Chúng ta cũng phải ghi xương để cho con dưới găng. Thôi kia xin lắm. Con dễ dàng con cái miếng chạy. Gà chạy hai chú cháu mình dí dạy con thì vô.
dành cho lâu rồi. Nơi kia nữa. Ăn bánh khác cũng không còn gì nữa. Hết ăn được rồi. Nó chưa? Nồi chứ. Rồi ba anh em Vin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay thì mấy anh Vin thì rất là đam mê làm phim nữa, nhưng mà dân hai lúa không có kiến thức, không có học nghề nữa. Coi mấy clip của mọi người anh chị đi trước á làm á thấy rất hay luôn, nên hôm nay là cái clip này clip đầu tiên anh em mình quay thử. Giống như cái dạng mà người ta làm phim ngắn á cả nhà. À, quay không cảnh rồi cảnh sinh hoạt của béo với cô Minh đầu hàng ngày đâu. Anh em mình làm giống như mà không có nói mà liên thiên giống như lúc anh em mình làm á. À, cả nhà xem thử coi có thấy hay không nha cả nhà. Nếu mà được mọi người ủng hộ, mọi người cho Vin cái nhận xét ở dưới bình luận nha. Nếu mà thấy hay, thấy đẹp á, thấy ưng ý mọi người á, mọi người cho Vin với béo với của mình một cái bình luận nha. Sau này anh em sẽ làm những cái clip mà ngắn ngắn hoặc là giống như dạng phim ngắn gì đó. Cái cảnh quan và lúc mà anh em mình sinh hoạt sẽ làm những cái clip như vậy nha. Đây là clip đầu tiên của Vin làm. Nếu mà cắt ghép mà nó có xấu quá thì cả nhà bỏ qua nha, anh em mình sẽ lấy rút kinh nghiệm. À, cũng như là chưa quen có hơi cứng cứng. giờ mới cái đầu tiên xem được coi mọi người có thích hay không, rồi anh em mình sẽ làm. Từ nãy giờ thấy hai anh em vẫn hồi chấm nước mưa mà thấy chảy nước miếng luôn á, nghe mùi xanh á. Rồi ba anh em mình tạm biệt cả nhà nha. Bye.